trưng cho sự may mắn nè. Không biết món gì luôn. Wow, nè. Mày khoai môn hả? Ăn đi, ý thiệt. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Thảo Nguyễn Cuộc Sống ở Connecticut. Hôm nay Thảo dẫn các bạn đi ăn một cái nhà hàng tàu các bạn ơi. Cái nhà hàng này nó nằm ở Northwich, London của New London, Northwich, Connecticut đó. Ở nhà hàng này nó nằm ở ngay cái sòng bài của Mohegan Sun. Cách một cái exit thôi là tới cái sòng bài đó các bạn. Bây giờ là Thảo với các con sẽ đi vô trong sòng bài, không phải, đi vô trong nhà hàng để ăn, sau đó thì đi tới sòng bài chơi. Ok, bây giờ mình đi vô nhà hàng ha. Ủa, cái giỏ của dì ba đâu ta? Cháu con hôm nay đi, hôm nay là đi chơi, đi ăn New Year. Hôm nay Happy là New Year, baby. New Year. Thank you. À, tới kìa, trời ơi, đúng lúc luôn. Đây là công ty. Đó, mới tới luôn hả? Mới tới luôn. Mới tới luôn, vậy là tới. Trời ơi, chắc con rồi. Con biết con vẽ mặt con chắc con rồi đó. Đánh má hồn rồi dưới đi. Mặt con cho đầy luôn. Đi vô, đi vô. Ủa, cháu này mới tới luôn hả? Mới tới nó thiệt luôn. Đi vô, vô, vô. Ok. Dạ. Chắc con kiểu có thiên kiểu chém em bó kiểu quá. Có bạn rồi vui rồi kìa. Rồi cái nhà hàng hôm nay đông quá trời đông luôn các bạn ơi. Tại vì ngày hôm nay là các bạn biết sao không, là nhà Tết New Year đó các bạn. Cho nên ngày hôm nay là ai người ta cũng dẫn cái gia đình của người ta để mà đi ăn nhà hàng hết trơn á. Cái nhà hàng đông ngọt người ta luôn. Các bạn vô trong xem người ta. Đợi chút, đợi chút. Mấy người đó đi ra, đi ở trên lầu kênh bên kia, bên kia, bên kia. Đi qua đây con. Để ngồi đi. Rồi. Cho anh tính ngồi bên đây với. Đi. Ừ, có gì đâu, đi ngồi đó cũng được. Đi đó. Ừ. Không vô giữa. Vô giữa ngồi kìa. Rồi, tôi phải vô giữa. Ờ, vô giữa. Ngồi giữa là tôi phải. Đông vui quá trời, đông vui luôn nè. Trời ơi, coi bạn bè vui chưa quá trời món ăn luôn. Cái này cái gì ngon quá nè. Cái gì tiền ơi, bạn trả luôn. Cái này đã chưa. Cái này cái món không biết món gì luôn. À, còn cái này là đông lình, cái này là đông lình nè. Trời ơi, cái này cũng đông lình luôn. Wow, cái này là một tô cháo để ăn nóng chứ. Còn cái này là cái dĩa rau xào rất là ngon. Rất là tuyệt. Trời ơi, các bạn ơi, ngon ghê chưa đó. Đây là chân gà. Nhà hàng tàu này chỉ có mấy cái món ăn gà không? À, thôi giờ mình bắt đầu ăn nha. Nói chào quả cáo chặt cút luôn. Vô đây phải cút cáo. Chặt cút ở đâu?
cái này là trà cúc đó hả? Ôi, cái trà, cái bình trà, trà cúc mà trà cúc cái gì? À, trà, cái này là uống nước trà các bạn ơi. Trời ơi, đây, cái này là nước trà mình đi ăn nhà hàng tàu á, là mình có cái nước luôn, mình có cái nước này để mình uống nè, cái nước trà đó mình ăn xong mình uống là nó tiêu đi cái dầu mỡ mà mình ăn đó các bạn đó. Cho nên nó trà nó thiệt là ngon. Trà này là trà hoa cúc ở trong đây nó rất là ngon. Trà ngon quá. Sao sao trà trà ngon. Đường phèn hả? Ồ, trà cúc nó có đường phèn, nó ố ố nầu vậy. Đây. Trà cúc nó có đường phèn. Mày ăn tốt rồi, mày có cây đường phèn vô nè. Không, không đường phèn hả? Bỏ cục đường phèn vô. Chị mong ăn gì? Chị mong ăn try this. Chị mong ăn được rồi. Rồi, cho đây đi cho con nè. Wow. Cái gì? Ớt nhâm. Ớt hả? Lấy ớt anh lên. Ớt này hả? Rồi, đường phèn. Ngon quá, đường phèn nữa nha. Quảng cáo ớt luôn nè. Hôm qua với hôm nay là quảng cáo ớt luôn. À, quảng cáo ớt luôn. Ăn uống là rất là ngon. Chân gà nữa nè. Chân gà. Đặc sản chân gà. Ok, Happy New Year các bạn nha. Happy New Year các bạn đi. Vui quá, năm nay vui quá. Cái này hôm nay là New Year em ăn xong anh trả quảng cáo luôn. Đúng rồi, chính xác hôm nay em ăn xong là em sẽ khao các bạn cái này hôm nay ăn nhiều vô nha. Hôm nay mình đãi. Ok, hôm nay mình các bạn ăn nhiều vô. Dạ. Quá trời luôn. Rồi ăn đi con nghe. Rồi sao ở bên trong thì nó có mấy con tôm ở bên trong. Hồi nãy tôi kêu stream rồi. Dạ mình chấm với cái nước ớt này đó. Cái loại là beef. You like one beef? Beef meatball. Ừ. Ngon quá. Cái này là bữa ăn trưa của các bạn với cả ngày hôm nay. Hôm nay là mình đi ăn trưa, sau đó là mình đi casino mình chơi anh hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Sau đó là mình đi casino thì mình sẽ đi chơi hết một cái ngày hôm nay luôn. Giờ mình ăn no, mình để mình lấy sức xong rồi mình đi chơi. Sau khi ăn xong thì cả bọn Thảo đi tới sòng bài casino các bạn, sòng bài phốt của các bạn ơi. Sòng bài phốt cuộc này nằm chính giữa của hai cái sòng bài là Mohegan và phốt cuộc. Cái sòng bài này, hai cái sòng bài này cách nhau khoảng 15 phút đó các bạn. Thảo đang lái xe trên một cái con đường nhỏ. Cái con đường này á, từ cái sòng bài bên đây qua cái sòng bài bên kia là cách nhau khoảng 15 phút. Cái con đường này nó nhỏ thôi. Nó nằm ở bên trong con đường lớn. Hai bên các bạn thấy có nhà, suối và núi. Con đường này cũng vắng xe, không có đông xe lắm. Hai bên đường cây nó bị khô hết trơn rồi, các bạn thấy nó đưa cành ra hết luôn rồi. Mùa đông nhìn cái cảnh nó bị như khô cằn vậy đó ha các bạn ha. Chứ tới mùa xuân là bắt đầu lá nó mọc ra thì mình sẽ thấy đẹp. Thảo đang lái xe chở chó con đang khóc ở đằng sau. Hồi nãy cái cô kia nhéo mà bây giờ khóc hoài không có chịu nín. Hai bên đường có cái dòng hồ đẹp lắm luôn. Tới mùa xuân, mùa hè đi cái con đường này đẹp lắm. Những cái căn nhà này Thảo không biết là người ta, hình như là người ta được làm cái gì đó ở bên trong đó, đó chứ không phải nhà ở. Rừng không hả? Các bạn ơi, okay, chút nữa rừng đi phạt. Ngút ngàn luôn yeah. Như là vườn cao su đó, mà không phải là cao su mà là cây bị khô. Thảo sắp sửa tới sòng bài rồi đó các bạn. Mình cho xe cho người ta đậu, mình đi VIP hay sao?
mình viết chờ nè. Next left and then your destination is ahead on the right. Con giống như một cái lâu. Các bạn ơi, chó đang ngồi trên cẩy trên lưng nguyên một con bò luôn nè. Chó ơi, chó à. Cưng chưa? Này trong casino đó các bạn, mà giống như là đang tưởng tượng đang ở ngoài cái farm vậy ha. Trời ơi, cái bà vua kìa. Wow, chó ơi, chó đẹp quá à. Chó đang đi chơi ở đâu? Cho nói mẹ nghe. Đang đi chơi ở đâu? Đang đi chơi ở Fort Wood Casino. Trong Fort Wood Casino rồi nè. Mình đang đi vào trong giống như mình đang lạc lối đó con. Mình đang bị lạc lối. Chó đẹp không chó? Bạn ơi, ở bên trong đây là sòng bài của Fort Wood các bạn ơi. Ấp sâu. Các bạn ơi, người đi dập dìu ở đây nè. Con đi lại đó chơi đi. Đi lại đó kìa. Đi, à, đi, không lắm. Ngồi lên. Ờ. Kìa, tới chỗ kia chụp hình kìa. Tới chỗ kia chụp hình kìa, mày chụp hình cho chó kìa. Đó. Tới chỗ kia sạch kìa. Đi. Đi qua tới chỗ đó ngồi đi chụp hình. Đây, tới đây, đây chụp hình nè. Chụp hình cho chó con. Ủa, có em bé thì sống siêu chưa? Ở đây nó có tiệm đăng kình đô nè, tất các bạn ở đằng trước các mặt kìa, đông quá trời đông, người ta ngồi người ta gác like kìa. Đó, này mình vô đây mình ngồi mình chụp hình nè. Nè. Chó đi vô đó ngồi đi con. Cái này nó làm cái chỗ chụp hình cho gia đình đó, cha mẹ, chị em, con cái gì đó các bạn, rất là đẹp luôn, một cái chỗ phó cuộc rất là, nó để cái chữ phó cuộc rất là đẹp xinh ha. Chó đi vô đó ngồi mẹ chụp hình cho con. Chó đi vô đó ngồi mẹ chụp hình. Come on. Let's go. Come on, có hai mẹ con đang chụp hình tự xíu phòng lá rồi. Chó đi vô đó ngồi con. Come on, sit down. Oh, wait. Oh, wait, wait. It's okay. Các bạn ơi, đây người ta đi dập dìu, người ta đang đi lên casino chơi nè các bạn. Hôm nay là cái ngày mùng 1 Tết. Ở casino rất là đông, đông khách hàng luôn. Mọi người đều đi lên đổ về đây chơi đó, gia đình con cái này kia người ta đổ về đây người ta đi chơi đó các bạn, cho nên rất là đông ngày hôm nay. Các bạn ơi, hôm nay Thảo đi casino, mình đi mua cà phê với Dunkin' Donuts mình uống. Trời ơi, nó nhạt nhách à, để bỏ đêm được. Quá trời khách hàng ở trong đây luôn các bạn ơi. Người dân họ đi chơi rồi họ đi ăn uống, họ đi shopping, cái gì cũng có ở trong đây, cho nên mọi người người ta lên đây người ta chơi. Chứ còn mà ở bên ngoài thì đâu có cái chỗ nào để mà mình đi chơi đâu các bạn. Các bạn coi người ta vô, người ta ngồi người ta coi football nè. Nó đầy luôn, người ở trong đó người ta coi kìa. Nhộn nhịp hết các bạn ha. Nhìn giống như là mình đi chợ chơi Tết đó các bạn, mình đi chợ Tết đó, nhộn nhịp quá trời nhộn nhịp luôn. Thank you.
Ray Ridi Casino nè. Đó, nó mỗi một cái chỗ nó có một cái tên khác nhau bạn. Dù là nó nằm ở trong một cái casino nhưng mà nó sẽ có cái tên. Đây là cái nhà hàng các bạn ơi, cái nhà hàng, cái món ăn của cái nhà hàng này các bạn, cái menu nè. Đó, các bạn muốn thì bạn vô đây ăn. Ở đây là nó có chắc mấy chục cái nhà hàng thì có luôn á, đủ loại nhà hàng. Thì các bạn muốn gì ở trong đây cũng có, thì các bạn nếu mà ở vùng ở Mỹ này thì mình chỉ đến đây mình chơi thôi ha. Đây có mấy cái máy rút tiền nè các bạn, người ta đang rút thẻ nè. Các bạn ở đây nó có bán mấy cái đồ, mấy cái tiệm nè, bán cái gì trong này không biết, nên ta trưng bày cái gì đó. Hi. Bạn ở bên cạnh bên đây nó có cái nhà hàng. Ô, trong bên đây đẹp quá Thanh. Ở nhìn nó bên trong rồi Thanh. Các bạn ơi, cái nhà hàng này ở bên trong. Các bạn nhìn quá trời đẹp luôn nè, ở bên trong cái nhà hàng nha. Nhìn thấy không, đẹp chưa? Oh, look at that. Look at that. Oh, ở bên trong cái nhà hàng đẹp lộng lẫy luôn. Nè các bạn ơi, ở bên trong cái nhà hàng đó các bạn. Wow, người ta gắn đèn quá trời, Christmas luôn vậy các bạn. Đầy hết cái trần nhà luôn. Wow, con cái nhà hàng kìa, sang chảnh chưa. Trời ơi, người ta đứng, người ta gác like ở đằng trước để người ta được đi vào trong ăn đó. Ô, các bạn, cái nhà hàng ở bên trong kìa, đẹp tuyệt vời luôn kìa. Wow. Wow, các bạn nhìn đã chưa. Đó, ở bên trong đó các bạn. Nó đắt biết, decoration nó làm biết bao nhiêu cái chuông đèn mà nói luôn á. Cái tên của cái nhà hàng các bạn ơi, tên của cái nhà hàng nè. Wow, cái nhà hàng đó đẹp chưa, đẹp dữ sợ luôn, rất là sang chảnh luôn các bạn. Hai cái con vịt thấy thương không nè. Nó đang nằm ở trong chỗ này, nó thành khu các bạn ơi, một khu nào đánh bài, nó đánh bài một khu MGM và một khu là shopping. Nên mình đi vô cái khu shopping này thì mình đi shopping, chỗ này nó bán rất là nhiều các bạn. Mình đi vô trong cái khu Triangle Outlet này, các bạn thấy người ta ngồi, người ta đánh bài đầy quá trời, đầy hết trơn, bàn nào cũng đầy hết. Tưng lên luôn kìa các bạn. Các bạn thấy người ta ngồi, người ta đánh bài không, đầy hết trơn luôn không? Đó là mấy cái sòng bài đó các bạn ơi. Quá trời người đánh bài hôm nay ở trên đây luôn. Wow.
Wow, quá trời luôn các bạn ơi. Bạn thấy mà các bạn mà muốn đánh bài hả? Đi lên trên đây các bạn ngồi, các bạn không có biết ngày đêm là như thế nào á. Ngày đêm là nó đều giống nhau hết đó các bạn. Ở bên đây nó có mấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ thương không, người ta đang ngồi. Có mấy người đi shopping. Đây nó có tiệm ice cream các bạn ơi, rất là bự luôn. Ở đây nó có một cái tiệm bán đồ food. Đằng trước cái tiệm có cái cây tre đẹp chưa nè. Chỗ này là cái outlet nè các bạn, bạn vô đây là bạn thấy shopping mall không à. Đây nó giống như một cái mall vậy đó, ở khu này. Nó có H&M đó các bạn, nó có tiệm H&M rất là lớn luôn. Một cái khu shopping mall riêng, một cái khu đánh bài riêng, một cái khu ăn uống riêng, một cái khu về khách sạn riêng. Là tiệm bán quần áo các bạn ơi. Đó, người nào đi đánh bài thì đi, mà người nào đi sắm quần áo thì đi. Như hai vợ chồng mà đi lên trên đây thì chồng thì ngồi đánh bài, còn vợ thì đi sắm quần áo. Tiệm này là cái tiệm H&M các bạn. Nó bán đồ giá cũng phải chăng lắm, không có phải là quá đắt. Rồi mấy áo lạnh bạn, đồ hôm nay là nó bán đồ mùa đông các bạn ơi, toàn tập là đồ mùa đông. Nó bán quần áo đây rất là nhiều, xong rồi quần jean nó bán rách rưa tùm lum hết trơn luôn nè. Thời trang nè các bạn, thời trang quần jean là rách hết luôn vậy nè. Đó, này là nó bán theo thời trang nè. Tìm ở trong đây nó theo thời trang lắm các bạn, mùa nào là đồ của nó mùa đó đó, nó rất là đẹp nha. Đồ của nó là theo giống như phong cách thời trang tuổi trẻ đó các bạn. Tiệm này là tiệm H&M, là nó phong cách của nó là trẻ trung và năng động, cho nên quần áo của nó các bạn thấy nó rách rách rồi nó bụi bụi. Ơi là khá nhiều nha. Có một nhóm bạn đang ở dưới kia, đang ở dưới kia để đi shopping. Đó, bạn của Thảo đang ở dưới cười rộn rã luôn kìa. Đó, đây nguyên một nhóm bạn của Thảo đây, có bé chó nữa kìa. Đó, đó bé chó, bé chó đang tụng tặng bạn Thảo, đang dắt bé chó đi. Nhìn thấy sướng các bạn ha, ở Mỹ này quần áo hay gì mình không có thiếu cái gì hết đó nè. Cỡ nào cũng có các bạn, từ mắc tiền cho đến rẻ tiền đều có hết, thương hiệu nào cũng có. Con nhỏ này nó mặc cái áo đầm đẹp dễ sợ không? Bà chó đứng ở kia kìa, chó đứng ở kia kìa. Hả? Được tiền chưa? Chó ơi, nè. Chó làm gì vậy chó? Quay qua coi. Chó đang làm mấy con mannequin này, nó mặc cái áo đầm đẹp ghê chưa nè. Chó ơi. Chó đang làm gì vậy? Đi, đi nè, come on, let's go. Come on, go. Cái outlet này nó có 3 tầng lầu lận các bạn. Một nãy giờ tao đi tầng ở trên, bây giờ đi tầng ở dưới.
đó là Black and White các bạn ơi, cái tên thương hiệu của nó. Đồ này á Thảo rất là thích nha. Nó có Coach nữa kìa. Ở đằng kia nó có Coach. Nó có tiệm Coach, nó có tiệm Michael Kors. Đó thì các bạn, cái tiệm Coach ở đằng trước. Sau đó nó có cái tiệm Michael Kors ở bên hông. Nó có nhiều cái tiệm lắm ở trên đó. Này giống như là một cái shopping mall vậy đó. Người ta đi nhộn nhịp luôn á các bạn. Người ta đi chơi Tết á các bạn, người ta đi Tết ta sắm quần áo, dẫn con cái đi ăn uống, rất là nhộn nhịp. Có cái tiệm hồi nãy á là con sắm quần áo được, chứ mấy cái tiệm này dạng người lớn lớn tuổi. Ừ, chứ còn mà nhỏ tuổi không sắm. Chó chồng hả? Ờ, chó chồng với mấy chị. Ờ, đó, đi. Ở đi rồi mấy người tìm không ra làm sao? Hả? À, hả? Bỏ con chó trong đó thôi, mấy người đi shopping không cái mấy người bỏ luôn con chó nữa đi về. Đi đi thì có con chó mà về không có con chó mới ghê chứ. Con đi vô Michael Kors đi gì, để cái giỏ đây, để giỏ đây cho dì ba canh dì ba coi con chó cho. Con đi vô đi. Ở đây shopping. Ừ. Dạ, dì ba canh giỏ cho. Có cái tiệm ớt nữa này các bạn, có cái tiệm ớt đó là rất là mắc tiền nha, khoảng 200 đô một đôi giày đó các bạn, cái tiệm ớt đó đó. Nó gọi là ớt, ngày xưa Thảo cứ nói giày này xấu lắm, xấu là tiếng Mỹ nó gọi là ớt lì á các bạn, thì nó lấy cái tên ớt đó mà không biết ớt là gì mà mình cứ gọi ớt lì. Ớt lì là giày xấu nhưng mà giày mắc tiền các bạn ơi, đôi giày của nó tới là 200-300 đô một đôi lần. Không có rẻ. Ở xa xa Tuốt ở đằng kia nó có một cái cây thông rất là lớn luôn. Một tí nữa Thảo sẽ đi tới đó, nhìn xa xa thôi, thấy đẹp vậy kìa. Thảo phải đứng ở đây chờ vài người bạn nó đang đi trong cái tiệm shopping đó. Mình thì không có thích đi shopping, mình chỉ thích đi quay phim cho các bạn xem thôi. Cho nên là mình sẽ quay những cái thước phim hôm nay là ở trên Mohegan. À, không phải Mohegan, xin lỗi các bạn, mình sẽ đi phót ruột là sòng bài, mà mình không vô đánh bài mà mình đi shopping. Các bạn ơi, tiệm khốt này là chắc ở bên các bạn bên Việt Nam là những người mà xài qua đồ khốt này là biết tiệm khốt cái gì. Tiệm khốt này á, một cái giỏ của nó cũng từ 200 trở lên đó các bạn, 200-300-400 cũng có nha. 150 cũng có ha, có nghĩa là từ mình nói về đi từ 100 trở lên á, cái giỏ khốt này mà không có giá 100 đâu, 100 mấy cho đến 200 mấy 300 mấy không à. Là giá thấp nhất của nó là như vậy đó, chứ không phải có mấy chục đô đâu nha, tiệm khốt là không có mấy chục đô. Ở đây nó có hai cái cây trúc này các bạn, hai cái bụi trúc rất là đẹp ha. Yeah, đây. Đó, nó làm để mà thu hút ánh nhìn của khách hàng đó các bạn, cho nên bạn các bạn vô trong đây giống như là một cái dòng lẩn quẩn vậy đó, các bạn không có muốn đi ra, các bạn cứ đi qua bên đây shopping xong các bạn trở lại, các bạn thấy sòng bài thì các bạn sẽ vô sòng bài đánh bài. Nó làm giống như là bạn bị bùa mê vậy đó, các bạn vô trong đây rồi các bạn ra không có được, có người ở trong đây cả tuần lễ còn có luôn á, tại vì người ta cũng có phôi để người ta lấy khách sạn đó các bạn. Đó, tiệm này là tiệm Michael Kors, người ta lấy khách sạn ta ngủ đó, rồi người ta ăn người ta ngủ, mà ta thiếu quần áo thì người ta cứ đi shopping đó. Ở đây là nó có shopping mà, cho nên là không có sợ thiếu cái gì chân, không có sợ đói mà cũng không có sợ thiếu quần thiếu áo nữa, nó hết đồ thì đi shopping mua thôi. Nên nó làm cho mà cho con người ta vô trong đây rồi á là không có muốn đi ra luôn, bởi vì cái gì nó cũng có nằm ở trong cái khuôn viên này hết á. Chợ tôi có con nhỏ cháu, nó chỉ vô nó coi giá rồi nó đi ghé, mới ghê chứ. Đầu tiên đang vô phim tôi. Đợi phim đang đứng xoay cái phim. Dạ. Dạ. Xong bài các bạn ơi. Hôm nay bây giờ là mình đi về bạn, mình đi về mình đi ăn lẩu. Thì nó bây giờ cũng là 5:30 chiều rồi, bây giờ mình về mình ghé ăn lẩu.
bye bye casino nha. Casino hẹn gặp lại. Đây có cái nhà hàng Kitchen Đường La nè bạn. Các bạn nào ngồi ở đây chơi đánh bài xong rồi các bạn vô đó có cái quán ăn mình trước mặt. Ở đó thôi. Ở đó mình chơi cho mình ăn xong mình ra mình còn đánh bài tiếp. Quá trời đánh bài luôn các bạn ơi. Người nhập chiều luôn á. Cái khăn này mình chuối này luôn hả? Được không không? Giấy đâu? Ở dưới khăn này họ hàng các bạn ơi nha. Yeah. 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 Cái mình ăn xong rồi mình bỏ rau vô. Đây là cái lẩu quá khó các bạn. Bạn ơi mình đây mình ăn Nguyên cái bàn này hỏi tụi con nít. Các bạn ơi rau cải tần ô. Mình ăn với lẩu có rau cải tần ô nó ngon. Cái mùi lẩu này đó các bạn, nó có mình thấy được cái mùi giống như nó có bỏ cái ghiền đó các bạn, vô trong cái lẩu đó, có cái mùi của ghiền. Cái gì vậy? À, dĩa này của con chó. Con chó nó ăn bắp với chiếc kiện. Lẩu nó có đủ thứ luôn không em nè. Bữa tay mình nấu lẩu này nè. Vậy hả? Chị Mịnh nhà mình nấu ăn cũng phê lắm á. Nó ngon lắm á. Ừ. Chị cứ thảo thấy cái nấu cũng ngon mà mình mệt á. Mình mệt thôi. Người ta ừ. Nửa chia nè. Cái này là cái này cái vẫn gì tôm gì nè. Chia quá. Anh cho nó ly nước lạnh. Đang ở đây này. Ừ, không có nước vậy chắc. Ủa quên nữa. Đặt lạc nhắc được không? Để tôi làm cho quên. Ừ. Nó nhặt nhát thiệt không? Chó nè, chó đang ăn gì con? Phật. Ăn bắp cồn hả? Ngon không? Bắp cồn. À ngon hả? Con ăn đi, con cạp con cỡ áo gì không? Con muốn cỡ áo gì không? Ờ bắp, ngon á. Bắp. Yeah, bắp rồi cây cạp ăn đi. Cạp ăn bắp đi. Bắp. Yeah. Con bắp đi. Trứng không? Ăn đi. Dết không? Khi đó ăn trứng không? Wow, ngon quá. Ăn chicken đi chó. Trứng ngon lắm mẹ. Chó ăn chicken đi. Chó, chó ăn chicken đi ngoan. Mẹ thương, nhanh lắm. Come on. Come on. Chó, ăn chicken đi con. Không ăn. Hả? Sao? Con không ăn hả? Chem. Chem không ăn hả? Ừ, chem không ăn thì con ăn đi. Con ăn con ngoan. Chơi chem ít ếch. Ăn đi con giỏi nhanh lên. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn con ăn đi. Giỏi như anh chem. Ăn đi con. Ăn giỏi như anh chem đi con nè. Coi cái mặt của chó kìa ăn nhi. Cái mặt của chó mới ngủ dậy á đúng không? Chó quậu ghê luôn á. Nè chó quậu quá nè. Coi cái mặt kìa chó ơi. Chó ăn khòn đi. Sống ăn khòn đi. Ăn đi nè. Cảm ơn. Chó